tin nhân quả báo ứng. Chân thật tin tưởng nhân quả báo ứng, họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định phải kiểm điểm. Vì sao vậy? Biết được quả báo thật đáng sợ. Nhất định không dám thưởng thức. Những việc này đều là sự thật. Chúng ta chính mình nghĩ xem, cả đời này chân thật là may mắn gặp được Phật Pháp, mới hiểu rõ đạo lý này. Trước khi chưa gặp Phật Pháp, những tội nghiệp này chúng ta thường tạo. Trong đời quá khứ, tuy là chúng ta không có túc mạng thông, thế nhưng thử nghĩ xem, e rằng vẫn là không thể tránh khỏi. Nghĩ đương nhiên là vậy, nhất định cũng là tạo tác như vậy. Ngay trong đời này, trước khi chưa gặp được Phật Pháp, Phật nói những tội nghiệp này tôi đều đã làm qua. Sau khi học Phật mới hiểu rõ. Tôi hiểu rõ là tương đối sớm một chút, trên thực tế là sớm cũng không xem là quá sớm. Tôi 26 tuổi mới học Phật, mới hiểu được những việc này. Thời gian kháng chiến năm đó tôi mười mấy tuổi, đã tạo nghiệp sát rất nặng, ham thích săn bắn. Sát nghiệp rất nặng, cho nên rất nhiều tướng số đoán mạng cho tôi, nói tôi đoạn mạng. Tôi tin tưởng, vì sao vậy? Nghiệp sát quá nặng, làm sao không đoạn mạng? Ngay đời này đời sống rất khổ cực, không thể đoàn tụ với người nhà. Tôi cũng tin tưởng là do nghiệp báo. Tôi sát sanh, làm cho cả nhà của chim thú không được đoàn viên, thì tôi phải chịu quả báo này. Tôi tạo ra cái nhân gì thì phải nhận lại quả báo đó. Việc này làm sao có thể tránh được. Sau khi chân thật hiểu được Phật Bồ Tát đã cứu chúng ta, thấu hiểu chân tướng sự thật, chân thật thay đổi tự làm mới, không còn vì chính mình, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, để gặp được pháp môn tịnh độ. Một đời này mới chân thật làm đến được viên mãn, có được một con đường. Làm thế nào báo ân Phật, báo ân chúng sanh? Làm thế nào báo lại những lỗi lầm mà trước đây chúng ta đã giết hại những chúng sanh? Chỉ có hoằng dương Phật Pháp, đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho mọi người. Mọi người niệm Phật, tương lai đều giảng sanh tịnh độ, đều thành Phật. Tội nghiệp này của chúng ta đại khái có thể được tiêu trừ, mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.